Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá tình hình các mặt công tác quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề đánh dấu nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Chính vì vậy, ngay từ ngày đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đầu nhiệm kỳ đến nay gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12. Đồng thời đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nghị quyết của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm 2023, năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, một số ngành lĩnh vực kinh tế từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho phát triển chung của thành phố trong quý 1 năm 2023. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 2023 tăng 7,12% so với cùng kỳ của năm 2022. GDP của thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu của các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và xếp thứ 2 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, chúng ta chỉ sau Hải Phòng thôi. Hoạt động du lịch tăng trưởng nổi bật với tổng lượt khách lưu trú tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 73,5% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu phần mềm tăng 32,7%. Các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc bài bản các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Dù vậy, tình hình kinh tế xã hội thành phố vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần có những giải pháp kịp thời, căn cơ. Tập trung thảo luận, đi sâu đánh giá, làm rõ những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đề nghị hội nghị tập trung thảo luận một số các nội dung về tình trạng thất nghiệp và các giải pháp để tăng cường tạo việc làm, về triển khai các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, về đánh giá thực trạng và giải pháp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những vấn đề thời sự mà người dân hết sức quan tâm và thường xuyên theo dõi. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, đề nghị tập trung đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm ma túy. Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ nghe và cho ý kiến đồ án phân khu quy hoạch đô thị huyện lỵ Hòa Vang. Đây là đồ án có ý nghĩa quan trọng, là một trong những cơ sở tiền đề để xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025, đã được định hướng tại nghị quyết số 07 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng một số nội dung quan trọng khác.